là kết nối giùm cho cô là với tôi. Cô có hứa là cô yêu thương tôi, cô về với tôi là trước Tết. Bây giờ là đứt đường liên lạc là nay cả tháng rồi, cô cắt trần cuộc gọi trên Zalo không gọi được nữa. Thì nay tôi cũng nhờ cháu Phúc là chương trình kết nối yêu thương với cháu Phúc là cho tôi đi tìm bánh ghép của tôi lại, là để tôi nhờ đỡ khi tuổi già đêm phía, vì tôi ở con mình, con tôi đều có nhà, có cửa, có cơ ngơi, nhưng mình ở xa, cũng xa mấy, nhưng mà cách dài 100 mét rồi, đêm phía đâu ốm không ai. Đang tìm người vợ, nương qua nương lại nuôi nắng khi tuổi già, ông nuôi bà nuôi ông. Năm nay là tôi 75 tuổi, tôi sinh 1947, đó, thì cũng nhờ cộng đồng mạng thông cảm cho tôi. Đó là cũng nói là ham muốn cái gì, nhưng mà ham muốn tôi già có đâu có bạn, mà khi đau ốm có như nhau. À, mà cô Thủy thì cô cắt cô chặn cái Zalo rồi, cả nay cả tháng không gọi được nữa. Nhưng mà cô có tung một số nữ trang. Thì nếu cô không yêu thương tôi nữa thì cô đem trả cho tôi. Rồi thôi, cô cũng phải làm khó làm dễ cô. Nhưng mà cô hứa là cô sẽ trả, tìm kiếm giùm cho tôi một mảnh ghép lại để đi hết tuổi bệnh đời của tôi còn lại. Khi già, khi đau, khi ốm có nhau, ông nuôi bà nuôi ông. Dạ vậy giờ con gọi cho cô mà ngày hôm qua cô đó gọi là để là định làm quen với ngoại đó ngoại. Thì cô mới gọi cho con đó nè. Nhưng mà lúc nãy con chờ ông ngoại, cô gọi con sáng giờ 3-4 lần rồi, hỏi gặp ông ngoại chưa. Rồi. Giờ con gọi cho cô nha ông ngoại. Rồi, ok. Dạ, ông ngoại chờ con gọi cho cô liền. Dạ vậy giờ con truyền máy cho cô nói chuyện với ngoại nha. Rồi rồi, ok. Dạ. Rồi ông ngoại, đây con đảo màn hình lại ông ngoại nói chuyện với cô. Đây ông ngoại nhìn từ đây. Alo, anh hân hạnh được chào em. Trước nhất là chúc em năm cũ thì bước qua năm mới, chúc em mạnh khỏe để đẹp mãi nha. Dạ. Đi đâu vậy hả? Hả? Dạ, đâu, em ngồi ở quán á, em chờ nói chuyện với anh. À. Hai mẹ con. Em cho anh tìm hiểu chút nha. Cái cuộc hôn nhân của em như thế nào, rồi được em được mấy người con, rồi hiện giờ ở chỗ nào? Thì nói chung là em là ly dị cái năm 2000 đến giờ, hai đứa con, một đứa trai, đứa gái. Em đúng mẹo á. À. Có gia đình á, con gái mà trên nó chạy ù á. Ờ, trai thì nó ở riêng rồi, bây giờ hai mẹ con sống chung với nhau. Bây giờ cô em ở với người con gái hả? Dạ. À, hàng ngày em làm gì? À, trước đó thì em bán nước rồi vậy á. Còn bữa giờ thất nghiệp thì nuôi người bệnh. Ừ, rồi à. Rồi là em ở thành phố, ở phường xã, ở ngoại ô. Bây giờ em về Nha Trang rồi. Nhưng mà ở ngoại ô, ở thành phố. Ở thành phố. Thành phố nhưng mà ở cái nhà ở Cam Ranh á, thì ở trong ngoại ô. Còn cái nhà ở Nha Trang thì thuê cái phòng bà mấy mẹ con ở. À. Sao ông ở Cam Ranh? Cam Ranh thì đâu có buôn bán được, đâu có làm được, tại ở trong nhà, trong hẻm mà. À, vậy là thuê ở Nha Trang để mua bán hay không? À. Anh là người Quy Nhơn. À, nghe cái tiếng là biết người Quy Nhơn Bình Định vậy rồi. Rồi, anh Bình Định, anh ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Chỗ... chỗ đúng không? Hả? Anh Dân à? Không, anh tôi xỉu, tôi cũng trâu. Ngày 75 Tết, ngày 76 rồi. Anh sinh 1947 mà trong giấy hồn là giải phóng vô anh đánh mấy lộn anh là sinh 1938 nè. Em thấy anh sao?
nó chối mặt trời quá, nó chối mặt trời rồi. Giờ em thấy anh rõ chưa, nó chối mặt trời quá. À, anh thấy em rõ, tức là chối anh thấy em rõ. Giờ anh, giờ rõ đâu, nhưng mà anh thấy em sao, có thể dễ cấm tình không? Mà anh vui tính lắm, nhưng mà anh sạch sẽ, anh biết yêu vợ thương vợ chứ, anh biết nghe lời vợ, nhưng mà anh không có đánh vợ. Cái tiệc đó không là nhà, vì anh có người giỏ đó, thì anh đánh anh sợ, sợ vợ bệnh anh không dám đánh. Thành cái gì là nóng mấy tháng kìm vậy, mình đóng chưa là mà đâu có chậm lần đâu mà bây giờ nữa. Nó nóng nông quấn chưa? Nếu nó nóng lên kiềm chế được nông quấn chưa? Hầu nào nó quấn, nó quấn được, nó quấn chưa? Anh chạy xe bình thường hả? Hay là xe ba? Anh đi bình thường không? Mới mua ba chi vàng ở đây, mới đi mua ba chi vàng ba túi ở đây. Em nói với anh vậy nè, bây giờ em nói với anh vậy nè, hai bây giờ nhìn á thì nói chung á em thấy anh á thì người cũng phúc hậu, ăn nói đàng hoàng nhỏ nhẹ thì em cũng cảm mến, nhưng mà bây giờ á là gia đình của em á là giờ còn hai mẹ con đó, bây giờ nếu mà anh thích em á thì bây giờ phải cưu mang hai mẹ con em, anh có chịu không? Bây giờ anh nói riêng anh một nhà, nhưng mà ở có con em thì ở chung được ở nhà anh. Dạ, em Phúc xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị thân mến, ngày hôm nay em quay trở lại gặp trò chuyện cùng ông ngoại 86 tuổi. Như những cái câu chuyện gần đây ông ngoại chia sẻ, bày tỏ bản thân tìm một nửa yêu thương, thì cũng có một cái cô ở Bình Dương chọn ông ngoại và hẹn để đến ngày về với ông ngoại, rồi có những cái lý do gì đó. Những ngày tiếp theo ông ngoại có chia sẻ với em là cũng nhờ sư thầy để xem ngày cưới cả nhà. Rồi những ngày gần đây ông ngoại gọi điện thoại có chia sẻ với em là liên lạc với cô đó cũng ít có liên lạc được đó. Thì hôm nay ông ngoại hẹn với em là để chia sẻ, và sau khi em đăng tải cái video đó là cái cô mà Thủy đó thì đến thời điểm này cũng chưa có thống nhất được cái ngày nào về với ông ngoại. Thì ông ngoại có chia sẻ video thì cũng có một cái cô ở ngoài Nha Trang hay Đà Lạt gì đó cả nhà, có liên lạc về chương trình, nói là khi nào gặp ông ngoại thì tạo điều kiện cho cô trò chuyện với ông ngoại để tìm hiểu ông ngoại. Thì ngày hôm nay em gặp ông ngoại để liên lạc trực tiếp với cô để cô trò chuyện với ông ngoại, để xem là đường tình duyên của ông ngoại có được mở rộng là tình thương không cả nhà. Dạ, em mời quý cô chú anh chị cùng em theo dõi câu chuyện ông ngoại u 86 tuổi. Dạ con chào ông ngoại. Ông ngoại chào. Dạ ngày hôm nay là con thương với ông ngoại câu chuyện sau khi mà đăng tải video ông ngoại có chia sẻ đó, là không biết là đường tình duyên ông ngoại có đến được với cô Thủy ở Bình Dương hay không đó. Ông ngoại nói nếu mà không đến được thì cô Thủy cho ông ngoại biết để ông ngoại tìm một cô vợ tiếp theo đó. Thì sau khi con đăng tải cái video đó, có một cái cô ở Nha Trang hay Đà Lạt thì con nói chuyện là tối con quên rồi. Thì cô có nói với con á là khi nào gặp ông ngoại đó gọi điện trực tiếp cho cô trò chuyện với ông ngoại. Thì hôm qua con cũng mới gửi cái hình cho ông ngoại xem đó ông ngoại. Dạ có. Đó thì giờ con gọi cô đó để xem là ông ngoại trò chuyện nha, coi câu chuyện xem như thế nào ông ngoại nha. Trước nhất là kính chào cộng đồng mạng, bà con, cô bác, anh chị trong nước và ngoài nước, kính chúc năm mới được mạnh khỏe bằng được bình an như ý. Trước tiên là cô Thúy ở Bình Dương, cô có nhờ chương trình là kết nấu giùm cho cô là với tôi, cô có hứa là cô yêu thương tôi, cô về với tôi là trước Tết. Bây giờ là đứt đường liên lạc là nay cả tháng rồi, cô cắt trần cuộc gọi trên Zalo không gọi được nữa. Thì nay thì tôi cũng nhờ cháu Phúc là chương trình kết nối yêu thương với cháu Phúc là cho tôi đi tìm bánh ghép của tôi lại để tôi nhờ đỡ khi tuổi già đêm khuya, vì tôi ở con mình, con tôi đều có nhà có cửa có cơ ngơi, nhưng mình ở xa
cũng xa mấy nhưng mà cách vài trăm mét rồi, đêm khuya đâu ốm không ai, đang tìm người vợ nương qua nương lại nuôi nuôi nắng khi tôi già, ông nuôi bà nuôi ông. Năm nay là tôi 75 tuổi, tôi sửu sinh 1947 đó, thì cũng nhờ cộng đồng mạng thông cảm cho tôi đó, là cũng nói là ham muốn cái gì, nhưng mà ham muốn tôi già có đâu có bạn, mà khi đau ốm có như nhau đó, mà cô Thủy thì cô cắt cái cô chặn cái Zalo rồi, cả nay cả tháng không gọi được nữa, nhưng mà cô có tung một số nữ trang. Thì nếu cô không yêu thương tôi nữa thì cô đem trái cho tôi. Rồi thôi, cô không phải làm khó làm dễ cô, nhưng mà cô hứa là cô sẽ trả. Cô hứa cô thương tôi trọn đời rồi chăm sóc tôi, thì tôi nói cô có kể là cô nợ là 80 triệu và em 30 triệu ngân hàng 50 triệu. Rồi tôi có nói cái lòng tôi cũng được rộng rãi, tôi nói nếu mà sự thật em đi đến với anh sự thật thì ra riêng anh với em cùng đồng làm, cùng đồng trả. Tiếp tất trong vài tháng là xong những cuốn nợ đó. Tôi cũng có lòng từ bi là tốt như thế. Tìm kiếm giùm cho tôi một mảnh ghép lại để giới tuyệt bệnh đòi của tôi còn lại. Khi già, khi đau, khi ốm có nhau, ông nuôi bà nuôi ông. Dạ vậy giờ con gọi cho cô mà ngày hôm qua cô đó gọi lên để là định làm quen với ngoại đó ngoại. Thì cô mới gọi cho con đó nè. Nhưng mà lúc nãy con chờ ông ngoại, cô gọi con sáng giờ 3-4 lần rồi, hỏi gặp ông ngoại chưa. Giờ con gọi cho cô nha ông ngoại. Rồi, ok. Dạ, ông ngoại chờ con gọi cho cô liền. Alo. Con Phúc nè cô ơi, con đang ngồi với ông ngoại nè. Xin lỗi cô chờ hơi lâu tại vì sáng giờ ông ngoại có việc. Dạ. Dạ con đang con chạy chạy ngoài đường hả? Cô đang đi ngồi ở một quán á, bây giờ có gì vậy? Giờ là con nói chuyện với ngoại được không? Được. Vậy con dạ rồi để con chờ cô nha, rồi con chuyển máy con nói chuyện với ngoại. Dạ rồi con cứ chạy xe rồi tới chỗ nào con tấp lại thì con sẽ gọi cho ngoại. Được chưa? À, giờ con truyền máy cho cô nói chuyện với ngoại nha cô. Dạ thì ngày hôm qua con hẹn với cô nói để buổi chiều con xuống ông ngoại, mà buổi chiều con có việc con mới xuống được, thì hôm nay mới tranh thủ xuống, mà buổi sáng ông ngoại có việc nên là để cô chờ hơi lâu, cũng mong cô thông cảm nha. Đó cô về cô nấu ăn nữa, làm đồ ăn xong rồi mà chưa nấu ăn, bây giờ mình nấu nè. Dạ bây giờ con truyền máy cho cô nói chuyện với ngoại nha. Rồi ok. Dạ. Dạ ông ngoại, đây con đảo màn hình lại ông ngoại nói chuyện với cô. Đây ông ngoại, nhìn từ đây. Alo, anh hân hạnh được chào em. Trước nhất là chúc em năm cũ thì bước qua năm mới, chúc em mạnh khỏe, trẻ đẹp mãi nha. Dạ. Đi đâu vậy hả? Hả? Dạ, đâu, em ngồi ở quán á, em chờ nói chuyện với anh. Hai mẹ con em cho anh tìm hiểu chút nha. Cái cuộc hôn nhân của em như thế nào, rồi được em được mấy người con, rồi hiện giờ ở chỗ nào? Thì nói chung là em là ly dị cái năm 2000 đến giờ, hai đứa con, một đứa trai, đứa gái. Tới gia đình con gái trên nó chạy ù á. Trai thì nó ở riêng rồi, bây giờ hai mẹ con sống chung với nhau. Bây giờ em ở với người con gái hả? Dạ. Hàng ngày em làm gì? Trước đó thì em bán nước rồi vậy á. Còn bữa giờ thất nghiệp đi nuôi người bệnh. Rồi là em ở thành phố, ở phường xã, ở ngoại ô. Bây giờ em về Nha Trang rồi. Nhưng mà ở ngoại ô, ở thành phố. Ở thành phố.
thành phố, nhưng mà sẽ ở cái nhà ở Cam Ranh á, thì sẽ ngồi ở ở trong trong ngoại ô, còn cái nhà ở Nha Trang thì thuê cái phòng ba mấy mẹ con ở. À, sao ông ở Cam Ranh? Cam Ranh á thì đâu có buôn bán được, đâu có làm được, tại ở trong trong nhà trong hẻm mà. À, vậy là thuê ở Nha Trang để mua bán hay không? À, anh là người Quy Nhơn. Ngay cái tiếng là tiếng người Quy Nhơn Bình Định vậy rồi. Rồi anh Bình Định, anh ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Chỗ anh chỗ đúng không? Hả? Anh Dân à? Không, anh tôi xỉu, tôi cũng trâu. Nơi nơi 75 Tết, nơi 76 rồi. Anh xin 1947 mà trong giới hồ này giải phóng vô anh đánh mấy lộn anh là rồi sinh 1938 nè. Em thấy anh sao? Nó chối mặt trời quá. Nó chối mặt trời. Rồi, giờ em thấy anh rõ chưa? Nó chối mặt trời quá. À, anh thấy em rõ. Tức là chối anh thấy em rõ. Giờ anh, giờ rõ đâu. Nhưng mà anh thấy em sao? Có thể dễ cảm tình không? mà anh vui tính lắm, nhưng mà anh sạch sẽ. Anh biết yêu vợ, thương vợ, chứ anh biết nghe lời vợ, nhưng mà anh không có đánh vợ. Cái tiệc đó không là vì anh có người võ đó, thì anh đánh anh sợ, sợ vợ bệnh anh không dám đánh. Thành cái gì là nóng mấy người tháng kìm vậy mình đóng. Nó nóng nóng quánh vô. Nếu nó nóng lên kiềm chế không được, nóng quánh vô hầu nào nó quánh, nó quánh được, nó quánh vô. Anh chạy xe bình thường hả? Hay là xe ba? Anh đi bình thường không? Mới mua ba chi vàng nữa đây, mới đi mua ba chi vàng ba túi nữa rồi. Em nói với anh vậy nè. Bây giờ em nói với anh vậy nè, hai bây giờ nhìn á thì nói chung á em thấy anh á thì người cũng phúc hậu, ăn nói đàng hoàng nhỏ nhẹ thì em cũng cảm mến. Nhưng mà bây giờ á là gia đình của em á là giờ còn hai mẹ con đó. Bây giờ nếu mà anh thích em á thì bây giờ phải cưu mang hai mẹ con em. Anh có chịu không? Chỉ một mình em được. Bây giờ anh nói riêng anh một nhà. Nhưng mà ở có con em thì ở chung được ở nhà anh. Con em á, em nói nghe nè, con em bây giờ nó đang bị bệnh thôi. Em nó chỉ trị bệnh một tháng, hai tháng rồi. Nó hết bệnh rồi, nó đi làm ăn chứ không phải nó ở chung với mình hoài. Nó bệnh gì? Nó bị trầm cảm á. À, nó bao nhiêu tuổi? Đây nè. Đâu? Hai mẹ con đó đi đâu là phải dẫn là theo. Đẹp gái giống Mỹ Lai ấy chứ. Quay mẹ coi con. Quay coi giống Mỹ Lai chứ. Sao nó quay dữ à? Đẹp gái giống Mỹ Lai á. Giống Mỹ Lai á, đẹp gái á. Mẹ đang trầm cảm, em đang chữa bệnh cho nó. Đó, đi đâu là mẹ con đi đâu mẹ theo đó để chữa bệnh cho nó. Chừng 2-3 tháng nó hết bệnh là nó tự nó đi kiếm nó làm. Bởi vì là cái nhà đó là anh với con nó cùng mua đất chung. Mà con anh thì hai gái hai trai. Mà hai gái nó có chồng ở quận Quy Nhơn hết, nó ở quỳ hết rồi. Nó cũng cơ ngơi nhà cửa quy hoàng hết. Còn hai thằng con trai ở trong này. Nhưng thằng con trai nhỏ thì cũng có nhà lầu một tấm, và trên lầu cũng như phòng mà anh lên xuống nó bóc phá anh không ở. Còn thằng con trai trưởng á, trai lớn của anh thì nó thầu xây dựng, nó cũng cái nhà nó là bề ngang 94 mà một trệt 2 tấm. Như vậy thì mà anh cũng lên lầu nó quá, trên lầu cũng còn dương phòng, còn tầng trên cuối cùng là thờ ông bà chứ không ai ở hết. Tầng dưới là một phòng khách, một phòng ăn, một phòng của nó ngủ, còn chính giữa cái hàng ba đây là rộng chắc 3 mét rưỡi á, để xe dựng ra vô đồ. Nhưng mà nói chung là
rộng rãi. Còn nó mua miếng đất trước là 2 tỷ 2, nó cất cho anh một cái nhà ở riêng cho nó thoải mái. Nhưng mà có khi cái gì điện nó là cái gì điện tôi cháy mấy nó đi làm gì nó nằm trong phòng lạnh nó kín nó từ điện nó không nghe. Nhiều khi anh té rồi vậy đó, đủ cái té rồi kêu không được mà nhân dân qua kêu nó đem ra cục đá mà điện nó cháy mấy. Anh cũng cảm tình đấy, nhưng mà cái đấy sau đấy là anh suy tính lại thử ấy, suy nghĩ lại thử nha. Hai mấy? À, 29. À, 29 tuổi con gì ha? Nha, tuổi con chó. Cũng đẹp gái, xinh gái chứ, mũi cao rồi giống Mỹ Lai chứ. Đó, bây giờ đại khái là vậy đó. Bây giờ anh tính thử, nếu mà em mà về sống chung với anh thì em vậy đó, sống tỷ chung cho đến hết đời luôn, lo cho con cơm nước đủ hàng ngày là gì có ăn về nhà cửa đi còn nhà mình sẽ anh chứ mặc gì hả, mặc lộ hay à? Anh ở lộ xuống hẻm, nhưng mà từ cái đường lớn vô thì cái hẻm có cỡ 60-70 thước rồi. Đúng không? Bán được gì đâu? Không có mua bán là mình lên trên đường mình thuê từ nhà lên đường 300 mét. Về nấu trợ thôi chứ không muốn bán thì được. Nấu trợ thì có. Nấu trợ rồi em không chơi cái có đâu anh, cái tính anh là nó rất là kỹ sạch sẽ. Anh gì chỉ dụ anh mặc bộ đồ đi về trưa là anh cẩu ra anh đi giặt liền, anh có sai vợ. Rồi. Rồi cái thứ hai nữa là anh cũng ăn uống gì bao nhiêu, có cái là nấu đồ ăn anh cũng biết là anh mua ngoài đường không à. Nếu mà con nó đi làm về thì nó đâu bưng ra. Về sống chung là hằng ngày em phải đi chợ nấu cơm ăn ngày 3 bữa đàng hoàng. Ừ, chứ không có ăn ở ngoài. Anh thì ăn ở ngoài mà cái thật của anh là sáng anh ăn sáng không được, chỉ ăn trưa ăn tối thôi. Sáng là uống chút cà phê thôi rồi đó, không ngon có ăn. Đó rồi đấy rồi mình tính tư dễ thương cho sinh gái cho em. Nếu mà em mà qua Mỹ em giống Mỹ á, ai cũng nói em lai mới nhìn em giống em người Tây, mới nhìn qua chứ em là người Tây, em là người Quảng Nam không, mà nhìn qua mới nhìn mới nhìn qua thấy cái khuôn mặt em là giống người Tây. Người Tây là người bây giờ có kết bạn Zalo không? Ok. Nói. Được. Biết được kết. Để phút kết chùm cho chứ gì đâu. Mình nói chuyện rồi để nó khỏi chung. Về nhà còn nấu cơm ăn nữa. Rồi. Rồi. Đồ ăn mua nữa thật để đó chứ chưa nấu. Con bé đâu để lại nó giỡn, nó coi lại một lần nữa coi bé. Trời ơi, mũi cao giống má chứ. Mày quay lại chứ như mày trên tính cái mặt có chiếu đâu dưỡng đâu có thấy. Hả? Bất cỡ là sao mà tính cái mặt dưỡng đâu có thấy không? Bất cỡ. Đi. Giống mày. Ôi giống Mỹ Lai quá. Xinh gái, giống Mỹ Lai. Hả nha. Nó học từ đâu rồi? Tới lớp 10 à. Trời thiếu gì? Mà nay mà gái có sức chút thì cũng thiếu trai gì người, nhưng mà tìm người thiệt tình thì ít chứ còn cái đồ xà bát thì nhiều. Rồi, chào em nha, xong về nó coi mang ngay. Rồi để kết bạn Zalo đây, rồi mình nói chuyện nhiều hơn nữa nha. Nói với Phúc Nghĩa đi, kết bạn luôn đi. Rồi.
Chào em nha, chúc em năm mới. Nó đây. Để gặp nó. Dạ con nghe nè cô, sao cô? Con kết bạn cô không có được đâu. Cô kết bạn được tại cái máy, cái sim của cô ấy là mua ở cái tiệm đó là nên lấy con tiệm. Dạ, bây giờ vậy cô an tâm, có nghĩa là con có Zalo của cô rồi, con chia sẻ đường link của cô qua bên ông ngoại là ông ngoại sẽ vô nói chuyện cô được thôi. À, rồi vậy nha cô nha. Coi gì cô chạy xe về đi, có dịp nào cô cháu mình gặp lại hết không? Rồi. Rồi bây giờ cô chờ vậy con trong vòng 2 phút là con lấy điện thoại của ông ngoại kết bạn với cô liền á. Dạ chờ 2 phút ha. Dạ chờ 2 phút nha cô, con kết bạn liền nha. Nãy giờ cô với ông ngoại nói chuyện con nghe rồi đó. Dạ rồi, để con kết bạn nha. Ừ. Dạ. Con bé xin gái cho mình nó bị bệnh cho nó đẹp gái giống Mỹ Lai nữa chứ. Rồi, chào em, đi thường lộ bình an nha. Có gì ra rồi nói chuyện sau. Rồi chào em, chúc mẹ con thường lộ bình an, mạnh khỏe thế đẹp mãi. Dạ ông thưa chú ngoại là vừa qua là con cũng kết bạn Zalo để ông ngoại nói chuyện trực tiếp với cô mà ở ngoài Đà Lạt, nhớ là Nha Trang vậy đó ngoại. Thì ông ngoại ta trò chuyện cô đó thấy sao ngoại? Thì để tìm hiểu sâu chứ giờ mới thấy qua cái hình thức thì cũng được 5 điểm. Dạ. Nếu mà để tìm hiểu thứ giờ nào rồi ba còn kẹt một đứa bé nữa đó, gái mấy tuổi đây, nó còn bệnh chữa bệnh thời gian tháng nửa tháng gì nó hết rồi. Dạ. Rồi tìm hiểu sâu. Dạ nói chung thì giờ mình cũng nói chuyện qua Zalo thôi, cũng chưa gặp ở ngoài hả ngoại ha. Mới nói chuyện trên Zalo thôi. Dạ. Rồi để tìm hiểu sâu thì nhìn qua cái sự đạo đức bà ăn nói và cái tính cách và cái hình thức nét thì cũng được 5 điểm đó. Dạ. 5 điểm là điểm trung bình đó. Dạ. Còn ông có 4 điểm nè. Ông ngoại 4 điểm, cô 5 điểm là cô hơn ngoại ông ngoại điểm. Con thấy ông ngoại trang phục ông ngoại nhìn còn trẻ trung nha. Nhìn như thanh niên luôn nè. Ông đi là hôm nay tao bình luận ông ngoại có 62 tuổi. Dạ. Mà cao nhất là 65 thôi, giống làm gì mà đây ông tới 86 tuổi. Không bao giờ có. Nói 75 nữa, 75 cũng tin nữa. Dạ. Ông ngoại cao nhất là 65 là cao nhất. Theo tụi con đoán ông là 62 thôi. Giống như là khán giả nhà mà nhìn thấy ông ngoại trẻ nói ông ngoại khoảng chừng 65 tuổi ha ông ngoại. Thấy ông ngoại cỡ ông ngoại là 62 từ 65 rồi chưa. Thấy ông ngoại thể lực mạnh quá mà thấy trẻ mà phong độ chứ đâu có bảy mấy trăm mấy sáu mấy tuổi người ta đã co ro rồi mà ông ngoại thấy nó còn khỏe còn mạnh nữa. Ông cái gen của ông nó mạnh cỡ đó, hồi giờ nó mạnh, sức nó mạnh lắm. Dạ thì con cũng mới kết bạn Zalo của ngoại với cái cô đó rồi, ông ngoại về cái trò chuyện xem mà nếu mà cảm thấy nói chuyện mà cảm thấy hòa hợp đó thì hôm nào ông ngoại hẹn gặp cô tìm hiểu trực tiếp ở ngoài. Ok. Còn nếu mà cảm thấy ông ngoại hợp thì xem như bạn bè hả ngoại ha. Ok. Dạ tại vì cô gọi cho con hôm qua mà hôm qua con không xuống ngoài được, cuối năm con bận quá. Dạ thì năm mới con cũng chúc ông ngoại là sức khỏe luôn được bình an, gia đình luôn được hạnh phúc, công việc của ông ngoại luôn được may mắn. Và cũng xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và chúc quý vị đón một mùa xuân năm mới an khang và thịnh vượng. Quý cô chú anh chị đến với chương trình Kết nối yêu thương, vui lòng liên lạc số điện thoại trên màn hình hoặc đến văn phòng Kết nối yêu thương quốc lộ 1A chợ đầu mối Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh hoặc văn phòng Kết nối yêu thương tại bến xe miền Tây. Anh em chia sẻ thông tin hỗ trợ quý cô chú anh chị hoàn toàn miễn phí. Cuối cùng thì ông ngoại cũng kính chào cộng đồng mạng và bà con cô bác quý khách trong nước ngoài nước, năm cũ sẽ đợi bước qua năm mới, chúc cộng đồng mạng và bà con cô bác quý khách trong nước ngoài nước được luôn luôn được mạnh khỏe, vạn sự bình an, mạnh khỏe trẻ đẹp mãi, mọi sự như ý thì ông ngoại mừng đó thôi. Dạ. Còn bây giờ là nếu cô thấy này cô đứt điện liên lạc thì còn cái lệnh đi tìm thì tôi sẽ nhờ chương trình của Châu Nghĩa là một mà những cái gì của vợ làm thì vợ hướng cũng được. Tôi là rất giỏi nhưng mà tôi kiếm người vợ chung thủy sạch sẽ vui vẻ mà con nghĩa với nhau
mà cái tuổi già, mà cũng được được mát chút cho sạch sẽ dễ nhìn chút. Rồi tuổi là từ 57. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị thân thương video tiếp theo ạ. Dạ, quý cô chú anh chị xem video đừng quên bấm cho em xin lượt like, đăng ký, chia sẻ. Cảm ơn quý cả nhà rất nhiều. Dạ em xin